Thưa quý vị, trước vụ việc 10 tài xế ở huyện Long Điền, mặc dù đã biết bản thân dương tính với COVID-19, nhưng vẫn cố tình dùng giấy xét nghiệm nhanh âm tính COVID-19 có hiệu lực trong 72 giờ để thông chốt trên quốc lộ 51. Ngay khi bị phát hiện, các trường hợp đã được đưa đi điều trị, đồng thời cũng đang được cơ quan công an điều tra xử lý. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo tính chất phức tạp khó lường với các nguồn lây bệnh xâm nhập vào địa bàn và đòi hỏi các lực lượng chức năng phải siết chặt hơn nữa trực chốt kiểm soát, nhất là đối với đội ngũ tài xế vận tải hàng hóa trong suốt thời gian Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, ngày 18 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam có hợp đồng 10 tài xế ngụ tại huyện Long Điền chở cánh quạt gió đi Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 26 tháng 8, sau khi về đến một khách sạn ở Bình Dương, các tài xế được công ty đưa đi lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính. Các tài xế lái xe về lại cảng Ba Son để đến tối ngày 27 tháng 8 tiếp tục chở hàng lên Đắk Lắk. Khoảng 14 giờ chiều ngày 28 tháng 8, các tài xế đến tỉnh Bình Dương thì được công ty cho xét nghiệm nhanh COVID-19 và được thông báo kết quả dương tính, đồng thời yêu cầu đoàn quay trở lại địa phương. Trên đường quay về qua các chốt kiểm soát, nhóm tài xế sử dụng kết quả âm tính PCR từ ngày 26 tháng 8 năm 2021 để thông chốt. Về đến Bà Rịa, có 3 tài xế đến bệnh viện Bà Rịa khai báo và đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. 7 tài xế còn lại về đến vòng xoay Vũng Vằng thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền thì được tổ phòng chống dịch huyện Long Điền kiểm tra và áp tải về cơ sở cách ly trung đoàn Minh Đạm để thực hiện việc cách ly điều trị. Có ngày 24 ngày 23 tụi em có tiếp xúc với F0 ở trên đó. Rồi trong quá trình đó thì tụi em có ăn ở chung khách sạn, có ăn cơm chung. Rồi tụi em ngày 24 chiều 24 là tụi em test COVID ở Buôn Mê Thuột rồi chạy về tới đây là ngày 26. Là trong khi đó là có nghe bên công ty có báo là trưởng đoàn có nhiễm COVID và trở thành F0 rồi. Nên tụi em chạy về địa phương và khai báo y tế để được cách ly. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều tra để xử lý các đối tượng vi phạm cố tình khai báo gian dối để thông chốt. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh cho xét nghiệm nhanh và kiểm tra các thủ tục liên quan đối với tài xế xe vận tải chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, chốt kiểm soát dịch của huyện.